Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 8, câu 23 đến câu 27. Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh, khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con chết mất." Đức Giêsu nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin?" Rồi Người trỗi dậy, ngâm đe gió và biển. Biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà đến cả gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý vị và các bạn thân mến, chia sẻ ý của bài tin mừng hôm nay. Có lần, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói rằng: "Có nhiều khi trong đời, ta tưởng chừng như Chúa vẫn mãi ngủ quên. Trong tình trạng sóng to, gió lớn, nguy kịch, xem ra Chúa tỏ ra không hay biết gì. Để cho các tông đồ phải đối chọi với gió bão, đến khi không chịu đựng được nữa, họ kêu đến Người. Thế nhưng Người vẫn còn ngái ngủ như vậy. Đó cũng là điều mà nhiều người cho rằng Chúa đang ngủ quên trong thế giới hôm nay. Tình trạng nghèo đói, những người đau khổ bệnh tật, sự bất công, nạn buôn người, thiếu nhân quyền, sự chà đạp phẩm giá con người, phụ nữ, trẻ em, chiến tranh, khủng bố, bạo lực. Bao nhiêu tội ác diễn ra trong thế giới, làm cho biết bao nhiêu thân phận người phải khổ sở, điêu đứng, và thậm chí chết rất thảm thương. Chứng kiến những thảm cảnh của thế giới, chúng ta có thể cho rằng Chúa đang ngủ quên. Điều làm cho chúng ta suy nghĩ và tự hỏi, những thảm trạng đó đến từ đâu? Đối chọi với gió bão, các tông đồ chắc hẳn sẽ có kinh nghiệm, vì các ông làm nghề thuyền chài, gặp phải sóng gió thường xuyên. Nhưng trong tình trạng ấy, nhưng trong tình cảnh này, các ông phải cậy nhờ Chúa. Nhìn thấy thảm trạng trong cuộc đời, chúng ta nhiều khi không thể lý giải và cảm thấy bất lực. Chúa bảo các tông đồ: "Sao kém tin vậy?" Chúa có quyền trên cả sự dữ. Chúa làm cho biển lặng im. Chúng ta đừng nghĩ rằng sự dữ đó là Chúa tạo ra. Không, chúng ta tự chọn lựa và làm nên sự dữ trong thế giới. Nhưng là con cái Chúa, chúng ta phải như các tông đồ, kêu xin lên đến sự trợ giúp của Người. Chúng ta đừng hoảng sợ hay mất lòng tin cậy ở Người. Chúng ta cũng đừng cộng tác để cho sự dữ lan tràn. Nhưng chúng ta hãy là những người lên thuyền cùng với Chúa để loan truyền tin mừng bình an. Một lúc nào đó, chúng ta nghĩ rằng Chúa ngủ quên. Nhưng chúng ta tin rằng Người không bỏ chúng ta một mình. Hãy kêu xin Chúa, chúng ta sẽ được trợ giúp. Lạy Chúa Giêsu, xin ở cùng chúng con trong mọi lúc. Khi chúng con kêu xin Chúa nghe lời chúng con. Amen.